Chiều ngày 6 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp bất thường để xem xét thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế sau khi xem xét đề nghị của bộ chính trị căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban chấp hành trung ương đảng quyết định thi hành khai trừ ra khỏi đảng ông chu ngọc anh và ông nguyễn thanh long đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xem xét xử lý kỷ luật về hành vi theo đúng quy định đối với cá nhân đã bị kỷ luật đảng